afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review về cái phụ kiện ngắm sao của nhân vật bệnh nhân cho các bạn cùng xem. Đấy, nhưng phải đổi bét để cho hợp phong thủy mọi người. Khổ lắm. Vừa rồi các bạn thấy là cái bộ phụ kiện nó bán bằng bách ấy. Bạn nào mua bằng đá rồi thì cái bách đó nó cũng sẽ giảm đi một chút. Đấy, cho nên là bạn nào có nhu cầu thì có thể là sử dụng cái cách đấy để mua cũng được. Đúng không? Ví dụ mình không có đá thì mình có eco. Còn không có cả hai thì nhịn luôn. Chứ lấy đâu ra để mua? Không thì quen người nào giàu giàu, đầy tình yêu thương mua rồi người ta tặng cho. Chỉ còn một vài tuần nữa chúng ta sẽ bye bye vĩnh viễn cái màn hình chờ bể gương này rồi. Cảm giác rất là nhớ cái con bon bon đúng không? Hiện tại thì trong game cũng cập nhật vài cái voi mới của nhân vật ấy. Đấy, mọi người có thể vô test. Trước mắt là mình thấy cái con tẩm liệm với đào vàng. Rồi, đi sửa máy thôi. Bữa nay là nhà nhà tâm lý, người người bệnh nhân. Nên là mọi người không sợ cô đơn khi mà chơi nhân vật này đâu. Nguyên một ngày nay là đi đâu cũng thấy cặp đôi gọi là vàng ngọc đúng không? Ui chết rồi, trận này gặp Galati. Sao toàn mấy cô gặp mấy con Hunter kiểu không bao giờ biết cai mà gặp hoài. Trời ơi. Mọi người cai là nhớ đảo cam nhé. Ngày hôm qua mình stream xong mình cai mình không có đảo cam. Thế là bị bắt nọn hướng. Nhiều khi thấy cũng rất là sốc luôn. Đây đây đây, mọi người thấy không? Nó sẽ bắt hướng mình, nó cứ đi tới đi lui thôi. Rất là phiền. Đè, lên. Ôi giời ơi. Trông có chán đời không cơ chứ. Blink. Lan. Hít ngay mà. Ôi cái hiệu ứng đẹp ghê á. Nhưng mà mình không có thời gian để mình quay lại mình xem đâu. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Trời ơi. Ôi. Ôi. Trời ơi, vừa. Trời ơi, đang cai, không cần thổi ha. Không cần thổi, không có nhu cầu. Cái hầm nó ở khu vực, ui cái hiệu ứng nó đẹp dã man luôn. Cái hầm ở nhà nhỏ ấy. Chết rồi, quả này mình chết chắc. Ui kẹt kìa. Chết rồi. Bạn này là dùng hết tất cả những công lực, những cái gì mà có thể là thả hết tượng rồi. Linh cũng thả luôn rồi. Không còn tương lai gì nữa. Mà mình cai cũng được 3 máy là rất là ok rồi đó. Này, 2 người 2 máy rất là tuyệt vời. Một người đi cứu. Ủa sao nhiệt tình dữ vậy? Tự nhiên quay trái thì tiểu thuyết gia, quay phải thì tâm lý, rất là nhiệt tình luôn. Ok. Body block cho tôi mấy bạn ơi. Ui, ok. Yêu. Mình phải chạy ra xa khỏi cái. Ôi giời ơi, tôi kéo bà. Sao bà còn lôi vào tôi thế bà? Cái tôi cần là distance, khoảng cách. Ủa, chết rồi. Tự nhiên tôi đang kéo bà kéo lại tôi, cái hai đứa hút nhau như 500 đổ dấu vậy đó. Ủa sao không đẩy con Hunter ra xa xíu đẩy với tôi vậy? Ủa máy chưa nổ luôn á mọi người. Mọi người sao vậy mọi người? Sao nhiệt tình quá. Mọi người nhiệt tình quá à. Ok cảm ơn mọi người nha. Trời ơi mọi người chơi nhiệt tình quá à. Thương ghê luôn á. Đó bà phải để cho tôi kéo bà. Tự nhiên bà kéo tôi chi. Khổ ghê. Tiểu thuyết gia hít được 2 cuốn sách rồi đó. Hiện tại đang rất là buồn ngủ luôn á. Chiều nay là 6 giờ mình đi xem bạn kia dạy thử. Rồi 7 giờ đến lượt mình. Nếu mà người ta thấy mình dạy tốt thì người ta sẽ cho mình dạy thử các bạn học sinh luôn. Tối nay là dạy mấy người giáo viên coi. Trời ơi, không có giáo viên, không có học sinh gì hết trơn.
đâm ra là kiểu cũng rất là sợ, sợ bị xỉu. Ủa hiểu không bạn? Tiểu thuyết gia đang rất là mê những cuốn sách thần sầu. Hiểu tôi bạn ơi. Ok, ngồi sao Hương Sư ăn hai máu rồi. Mình không có để ý lắm mà sao Hương Sư ăn hai máu vậy ta. Để lát nữa chơi xong rồi ngồi coi lại coi. Tự nhiên ăn hai. Ồ. 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 Giờ nó full chiêu rồi. Mấy bạn này kiểu cover rất là nhiệt tình luôn, cảm giác rất là thích ấy. Nhưng mà vài trận thì kiểu thân ai đấy lo. Quả này không cứu kịp rồi, chắc là phải đợi 99 cứu. Mà mình có nhánh 6. Cái máy giữa map đang dở này. Để mình coi cover rồi mình body block cho bạn tâm lý luôn. Ôi. Yo. Yeah. Đâu rồi, đâu rồi? Đu qua đây bạn ơi. Đây này, đây này. Qua đây, đúng rồi, đúng rồi. Ui. Quá đã luôn. Nhưng mà bạn này chết rồi. Để mình đè heal kịp. 75 chắc không kịp đâu. Không kịp. 75 là không kịp chắc rồi. Trời ơi, mày mới 88 à. Lên. Ok. Rất là căng thẳng luôn á, mình cố gắng mình đè heal bạn ấy rồi nhưng mà không có kịp. Ôi dồi ôi, xa xa là vị trí Galati đang tới khu vực của mình. Galati in your area. Galati trong khu vực bạn đó. Rón rén cho vui thôi chứ nó tạo tượng hoàn hảo, nó sẽ biết mình ở đâu liền. Hồi nãy đi rank mà thiếu một trận tức ghê, không biết tối nay về chơi kịp không nữa cơ. Chắc là tối nay đi giải xong rồi mở trận rank để áp cao đó luôn quá. Có ai như tôi không? Khổ ghê vậy đó. Ủa nó đâu rồi trời, tôi tưởng nó đi rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Ô, trời ơi, cái gì đấy? Ai mà ngờ đâu bên này trời. Nó có bling chưa vậy trời. Từ từ nha, từ từ nha. Rồi, đổi xác rồi bạn muốn làm gì bạn làm đi. Mượn skin review luôn tiểu thuyết gia. Nhìn thì rất là bệnh nhân nhưng mà lại là tiểu thuyết gia đúng không? Galati trong khu vực bạn đó. Ủa, chạy. Ủa, hầm đây à? Ủa là sao mọi người không hiểu tại sao thắng trận này luôn á. Ủa Galati đâu, má mất dấu hả má. Trời ơi không hiểu nổi. Và mọi người đừng chuyển kênh nha, mình sẽ xem một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. À hồi trưa mình làm clip tâm lý xong á thì có vài bạn comment là review dữ chưa. Thì thực sự là vậy, tại vì là chơi thường thường mình rất là ghét update vào buổi sáng. Bởi vì là sáng đâu phải là ngồi chơi đâu mọi người. Partner của mình cũng phải đi làm nữa. Người đi học, người đi làm. Rồi đâu có thời gian đâu. Mà may là thời gian này là sáng tôi ở nhà. Cho nên là mới có clip vào buổi sáng thứ năm ấy. Chứ không thì cũng không có luôn cơ. Vậy cho nên là tâm lý thì mọi người biết rồi. Muốn trị thương phải có đồng đội nửa máu. Mà khổ cái là Hunter nó đuổi lên bờ xuống ruộng, nó đuổi từ trên, nó đuổi xuống, đuổi từ trong ra ngoài. Nó không lột đồ được, nó lột chắc được, nó cũng lột luôn á. Bởi cho nên là đâu có thổi kèn được cho ai đâu, mặc dù cái mỏ cũng rất là ngứa. Muốn thổi cũng không được nữa cơ. Vậy cho nên là cái review, cái thổi kèn của tâm lý học ấy thì thực sự muốn nhưng mà không có được, khổ vậy đó. Cái thứ hai nữa là đồng đội ấy thì Hunter nó đuổi lên đuổi xuống, nó đâu có thoát được đâu để mà thổi. Xong rồi được cái bà Mechanic ấy thì bà chưa bá lại AFK. May sao tôi đứng đó, tôi đứng ngờ ngạch, đứng ngu ngốc ở đó. May sao đánh trúng mình, không thì trận đấy cũng thua, khổ.
đồng đội mình thì giờ lớn hết rồi, người đi làm, người đi học, đâu có ở nhà như mình đâu. Tại giờ tôi cũng đang học, nhưng mà tôi học ở cái lớp online. Ngoài ra là mình cũng có đang đi dạy ở các trung tâm Anh ngữ nữa, nên là sáng thứ năm thì không có lịch ở nhà, chứ không thì cũng rất là bận, thật sự cũng rất là bận luôn. Không biết tương lai như thế nào nữa. Thật sự giờ tự nhiên tôi muốn học đại học lại, thật sự luôn, nó cảm giác nó rất là không muốn lớn đấy mọi người. Tự nhiên lớn xong cái đủ thứ chuyện để mình đau đầu. Chẳng hạn như là mọi người biết là đi học đại học ra, người ta nói là đi cầm cái bằng nó xin việc. Tôi tưởng là dễ ăn lắm, nhưng mà không đâu mọi người ơi. Rất là khó khăn luôn. Người ta rất là nhiều quy trình nha. Có nhiều nơi người ta nhận thử việc đã, người ta mới nhận mình chính thức nữa cơ. Bởi cho nên là mọi người đang còn được cái độ tuổi đi học thì mọi người nên cảm thấy thật là sung sướng đi mọi người. Mọi người đừng có than khổ. Rồi ok ok, cứu Bích thôi. Yo. Thôi bo luôn là thân ai đấy lo nha, chứ tôi cũng có lo nổi. Cái con đấy nó cán gai, nó giật giống như là cô hồn vậy đó. Bữa nay là đầu tháng cô hồn rồi. Chuẩn bị khoảng 2 tuần nữa là vô tháng 10, vô ngày 15 là đi đâu cũng thấy nhà nhà cúng kiến hết trơn. Nên giật gai cho tù nhân. Thấy. Thấy. Cho nên là mọi người thấy thường thì ví dụ như là update vào sáng thứ năm ấy, nếu mà chơi Hunter thì nhanh lắm. Tại vì thường thường thì chơi Hunter thì kiểu do mình ấy. Còn survival thì ngoài do mình thì còn có cả do đồng đội nữa. Hồi sáng làm tâm lý cũng gặp mấy bạn biết tôi xong cái tôi kiểu ôi sao đã biết mình hay dữ vậy trời, đổi tên Nhật rồi đó. Mai mốt tôi không đổi tên để tên Nhật nữa, tôi sẽ kiếm tên Lào tôi gắn vô. Trời ơi. Nhưng mà hồi sáng là do máy cũng gần hết pin rồi, với cả thứ hai nữa là gặp con quỷ sát. Nó không có sợ ván. Mình cứ chạy qua chạy lại nó đi theo luôn. Trời, con Hunter gì mà nó quái đản, nó ngộ nghĩnh vậy trời. Rất là khổ. Cái gì vậy? Ui nó qua đây mọi người ơi. Đúng là dây sục. Sao mà chơi con này kiểu dây nó rất là đần nhá. Trời ơi. Để mọi người cai bao luôn, mọi người cứ đi vòng vòng rồi nhỉ. Không thì mọi người vào cái khu cửa sổ ấy. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Ôi, dính gai rồi. Giờ nó full một phát nữa. Chết rồi. Yo. Đấy. Ui, đúng đẹp luôn. Phụ kiện 10 điểm. Nhưng mà xét về cái độ đẹp thì không bằng tâm lý. Ô, đạp bẫy rồi. Tâm lý là đi đâu là nó sáng tới đó, còn ông này là kiểu đeo vô giống như phụ kiện B vậy đó. Nó chỉ búng ra có hiệu ứng khi mà dùng skill thôi. Cho nên là xếp cái này 6 điểm. Tâm lý 7 điểm. Còn cái phụ kiện xích chó vậy đó, trời ơi. Nó cũng nga nhưng mà về cái kiểu hiệu ứng thì 1 điểm. Kinh khủng. Nó sang tù nhân luôn. Bây giờ là chắc là phải đi đè cái máy ở khu vực sau nhà, sau khách sạn thôi. Thực ra thì bệnh nhân chơi mình thấy kiểu phải chọn map để chơi. Cái map gì mà nó rộng như là cái sân bay vậy đó. Yo. Wow. Mày lái với em mày á. Cái gì mà vô là đuổi, vô là đuổi. Thấy tôi nửa máu dễ ăn lắm ấy. Ôi, nó giật một cái, tanh bành luôn. Tha cho em đi anh. Tha cho em lần này đi anh. Mình đang rất là mong chờ đến ngày 30 là ngày đập cầu ấy. 30 rớt vào ngày thứ tư, 30 tháng 8. Là ngày 31 tháng 8 là mùa mới. Cũng như là cầu mới, sơ mới đấy. Rất là mong chờ đến ngày đó luôn. Đang ngày ngày chăm chỉ đi friendly hunter trong rank. Để từ từ nha. Gì đây?
tao. Ôi giời, biết ngay ông xếp linh quả đấy mà, biết mà. Làm sao để né được cái bẫy của nó này. Ui, kinh khủng. Rồi giờ Bolu đi bộ đúng không? Thực ra giờ nó ném mình một cái bẫy nữa mà mình đạp trúng. Ui chết, vừa nói xong đúng cái mồm. Đúng cái mồm luôn ấy, thật sự. Cái mồm gì mà nó độc, nó cay thật sự ấy. Bởi sao cái mồm bữa tối nay đi dạy mà cái mồm nó khô mà nó loang ra cái vành môi luôn này mọi người. Hôm nay đi thi The Face mà bây giờ là cái face nó còn The Face luôn này. Nó không còn được cái The Face nữa. Nó là Fader rồi. Thôi và clip review của phụ kiện của em cũng đến đây là hết. Và cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Chúc mọi người có một buổi thật là vui vẻ, ăn cơm ngon miệng. Ngày mai em làm clip em kể tiếp cho mọi người nghe nha.